Ngoài điều trị bằng thuốc thông thường thì còn có một liệu pháp mới giúp kiểm soát hen suyễn ở trẻ. Đây được coi là liệu pháp vàng trong điều trị hen suyễn. Xin chào các bạn, lại là bác sĩ Hương đây. Cho những bạn chưa biết tôi là tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Thu Hương, chuyên gia về hen dị ứng và dinh dưỡng nhi khoa. Việc điều trị hen bằng thuốc thì không còn xa lạ với bất cứ ai. Nhưng bạn đã biết, ngoài điều trị bằng thuốc thông thường thì còn có một liệu pháp giúp kiểm soát hen suyễn ở trẻ không? Đây được coi là liệu pháp vàng trong điều trị hen suyễn. Phương pháp này thế giới đã áp dụng gần một thế kỷ. Tuy nhiên thì ở Việt Nam, đây vẫn là một liệu pháp khá mới mẻ. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói về phương pháp giải mẫn cảm trong điều trị hen nhé. Như hầu hết các bạn đã biết, hen phế quản là một bệnh lý viêm mạn tính đường hô hấp gây ra các triệu chứng như là ho, khò khè, khó thở và nặng ngực. Nguyên nhân chính của hen phế quản ở trẻ em là do dị ứng, chiếm khoảng 70-80%. Dị ứng là phản ứng quá mức của hệ miễn dịch đối với các chất gây dị ứng như là mặt nhà, phấn hoa, lông thú và các yếu tố khác. Mặc dù dị ứng không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được các triệu chứng bằng cách tránh các yếu tố gây dị ứng. Trong đó, 70-80% trẻ bị hen dị ứng với mặt nhà, một loại dị nguyên hiện hữu thường xuyên trong môi trường sống của chúng ta. Mạt nhà chính là những vi sinh vật nhỏ bé mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chúng sống trong bụi nhà, thảm, giường và các vật dụng khác. Việc tránh mạt nhà là vô cùng khó khăn vì chúng hiện diện ở khắp mọi nơi trong nhà của chúng ta, vì thế rất khó để mà loại bỏ hoàn toàn chúng. Nếu không thể loại bỏ chúng một cách triệt để thì chúng ta có thể tìm cách để cơ thể không còn phản ứng quá mạnh mẽ khi mà gặp chúng nữa. Đây chính là cách mà liệu pháp giải mẫn cảm hoạt động. Giải mẫn cảm hay còn gọi là liệu pháp miễn dịch là một phương pháp giúp điều trị căn nguyên của bệnh dị ứng. Đây là quá trình giúp cơ thể bệnh nhân dần dần dung nạp với dị nguyên mà không còn phản ứng dị ứng khi mà tiếp xúc lại. Quá trình này bao gồm việc sử dụng lượng nhỏ dị nguyên tăng dần theo thời gian để cơ thể tạo ra sự dung nạp. Giải mẫn cảm có thể được sử dụng bằng đường tiêm hoặc là đường dưới lưỡi, tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Giải mẫn cảm thì rất hiệu quả trong việc giảm hoặc loại bỏ triệu chứng dị ứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và trong một số trường hợp thì có thể điều trị dứt điểm dị ứng. Khi đó, trẻ không còn phải đối mặt với các triệu chứng khó chịu như là ho, khò khè, khó thở hay nặng ngực. Các em có thể tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập và sinh hoạt hàng ngày một cách thoải mái hơn. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây vẫn là liệu pháp vàng trong điều trị hen phế quản, không chỉ ở người lớn mà còn rất hiệu quả với trẻ. Giải mẫn cảm với mạt nhà thì có hai cách chính là đường tiêm và đường dưới lưỡi. Ở với trẻ em thì chúng tôi sẽ ưu tiên sử dụng đường dưới lưỡi vì dễ sử dụng và tuân thủ hơn. Phương pháp dưới lưỡi không chỉ tiện lợi mà còn giảm thiểu sự khó chịu cho trẻ so với việc tiêm. Hàng ngày chúng tôi sẽ cho trẻ dùng dị nguyên mạt nhà dưới lưỡi của trẻ, yêu cầu trẻ không được nuốt trong vòng 2 phút để đảm bảo dị nguyên được hấp thụ hiệu quả. Việc này cần được thực hiện đều đặn và đúng cách để đạt được hiệu quả tốt nhất. Lúc này thì bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cảnh con bạn sẽ có thể chơi đùa mà không lo lắng về hen suyễn sau 2 đến 5 năm kiên trì điều trị bằng phương pháp này. Hy vọng rằng thông qua video này sẽ có nhiều bố mẹ biết đến liệu pháp giải mẫn cảm và mong rằng liệu pháp này sẽ sớm trở nên phổ biến ở Việt Nam. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.